Mới đây, nhà sản xuất Quang Huy xác nhận vợ chồng anh quyết định chia tay sau 6 năm chung sống. Quang Huy cũng cho biết thêm, anh và vợ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định ly hôn. Cả hai đã ly thân trước đó 1 năm, tuy nhiên anh từ chối trả lời cụ thể về nguyên nhân vì không muốn những lời bàn tán ảnh hưởng đến hai con nhỏ. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng từng úp mở về việc này và bật khóc khi được hỏi về tình hình hôn nhân. MV Em Không Thể mở đầu đầy ẩn dụ như chiếc đồng hồ cát đã chảy gần hết hay hai chiếc nhẫn lồng vào nhau trên lò than rực hồng. Tiên Tiên xuất hiện ở cuối teaser đứng trong một chiếc hộp kính sáng đèn, mái tóc xoăn độc đáo, các rễ cây quấn quanh, dễ gây liên tưởng tới kênh Sex Người Ngoài Hành Tinh. Nếu trước đây âm nhạc của Tiên Tiên mang màu sắc vui vẻ yêu đời thì hiện tại lại có phần trưởng thành suy tư hơn. MV Em Không Thể sẽ chính thức được ra mắt vào 19 giờ ngày 26 tháng 10 tới. Hồ Quang Hiếu cho biết vừa dọn qua nhà mới được 3 tháng, nhà có tông màu chủ đạo là nâu xám trắng, có thiết kế hiện đại, kết hợp giữa văn hóa truyền thống do chính anh lên ý tưởng. Căn nhà gồm 3 tầng, 1 trệt, rộng 300m², được bao bọc xung quanh bởi các mảng xanh gần gũi với thiên nhiên. Nam ca sĩ cũng trang trí khá nhiều tranh vẽ mỹ thuật trong nhà. Trong phòng ngủ của Hồ Quang Hiếu, các vật dụng nội thất được thiết kế tinh tế hiện đại. Từ chối tiết lộ về giá trị căn nhà, nhưng theo một người thân cho hay, giọng ca quê Đắk Lắk đã tiêu tốn khoảng 20 tỷ cho không gian sống mới. Bà Nguyễn Thùy Trang cũng như nhiều nông dân khác ở ấp Mỹ Quế, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, hiện rất buồn rầu vì hơn 5.000 giỏ hoa cúc Tết bị nước ngập úng, chết trắng. Ngoài ra, 5 hecta hoa màu của gần chục hộ dân khu vực này cũng bị thiệt hại. Theo người dân cho biết, số người dân đã chủ động đào đất, tấn bao cát để ngăn nước triều cường. Trong khi đó, tại cổng khu du lịch Làng Tre thì không được đắp cao nên nước tràn vào. Không chỉ tràn đê tại cổng khu du lịch Làng Tre mà tại ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, triều cường tràn qua đê làm ngập gần 10 hecta vườn cây ăn quả đặc sản của nhà vườn, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nhiều hộ dân bị thiệt hại đã có đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng tỉnh, huyện, nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi thỏa đáng. Cụ thể, mưa lũ làm chết và mất tích 2 bố con ở thôn Bản Rìa, xã Bản Rìa, huyện Quảng Bình là ông Hoàng Văn Sầu, sinh năm 1954 và anh Hoàng Văn Hoàng, sinh năm 1988. Mưa lũ cũng làm sạt lở ta luy dương, tuyến đường quốc lộ 279 Yên Thành vào trung tâm xã Bản Rìa với tổng chiều dài tuyến trên 1,2 km, khiến giao thông bị cô lập hoàn toàn. Cơ sở vật chất của trường học, nhà lưu trú học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Rìa cũng bị hư hỏng nặng. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Bình đã chỉ đạo xã Bản Rìa tìm kiếm người mất tích và bố trí cho các hộ bị lũ cuốn trôi nhà đến nơi ở an toàn. Trước mắt, các gia đình có nạn nhân bị chết và mất tích được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hộ. 6 hộ bị lũ cuốn trôi nhà được hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ. Trước đó, nhóm thanh niên từ 17 đến 25 tuổi đang ngồi uống rượu tại địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm theo rựa, mã tấu và dao lao vào chém liên tục. Hậu quả, LNT 17 tuổi bị chém nhiều nhát vào tay phải, làm đứt gân duỗi cổ tay trụ, đứt gân duỗi 5 ngón tay phải và đứt nhánh nông thần kinh quay tay phải. Còn HRT 25 tuổi bị chém vào sống lưng và cánh tay trái, phải đưa đi cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm ngày 22 tháng 10, đám cháy bùng phát tại kho chứa củi và giam gỗ thuộc công ty Nông Trại Xanh tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Phát hiện có cháy, các công nhân của công ty đã nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng bất thành do đám cháy bùng phát quá nhanh. Cho đến sáng cùng ngày 23 tháng 10, tuy ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên cột khói vẫn bốc nghi ngút. Đến 13 giờ cùng ngày, đơn vị chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Hơn 3.000 m² nhà xưởng có chứa củi và giam gỗ đã bị thiêu rụi hư hại. Toàn xã Tân Thành có 15 hộ nuôi cá bè, với số lượng khoảng 105 bè cá, chủ yếu là cá diêu hồng. Hiện đã có trên 160 tấn cá bè của người dân bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân, số tiền thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Tôi chủ bè, tôi đi chỗ khác luôn, tôi nói thiệt với bà con là quá trời khổ rồi, thấy là sốt, cho nên là quá đau lòng. Còn thực tế bây giờ hỏi bao nhiêu á, thì con số lượng bữa nay á, thì cách đây 5 ngày tổng kết thì chưa tổng kết chính xác. Nhiều hộ dân đã bán cá chết với giá 1.000, 2.000 đồng một ký cho một số công ty chế biến phân bón. Nhưng với giá bán này, mỗi hộ nuôi cá trung bình lỗ vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Qua thiệt hại của nhân dân thì có 5 hộ bị thiệt hại,
tổng số lồng bè là khoảng 58 lồng bè và khoảng 169 tấn. Và trong đó là cá lớn, cá gần sắp thu hoạch thì nó bị chết nhiều hơn là cá nhỏ. Cá nhỏ thì chết lây gai, nó không có quan trọng bằng cá lớn. Hiện người dân đã chủ động di chuyển lồng bè sang phía bên kia bờ sông để tránh tình trạng cá bị chết. Điều đặc biệt là chỉ đoạn sông phía bên này cá chết, phía sông bên kia thì hoàn toàn bình thường. Sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ tối ngày 20 tháng 10 tại một quán ăn trên đường Lê Ninh, thành phố Vinh. Theo đó, một nhóm thanh niên đang ngồi trong quán ăn thì một nam thanh niên mặc quần cộc, áo trắng từ ngoài đi vào rồi bất ngờ xông vào đánh nam thanh niên mặc áo đen đang ngồi. Thấy vậy, những thanh niên còn lại đuổi đánh nam thanh niên này. Trong quá trình hỗn loạn, một người đã rút súng ra bắn khiến nam thanh niên mặc áo trắng bị trúng đạn ở bụng, một người khác bị trúng đạn ở vai. Ngay sau đó, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, nam thanh niên bắn súng đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hai nghi can có liên quan và đang truy tìm nghi can trực tiếp nổ súng. Cuối tháng 8 vừa qua, khi đi xe máy trên đoạn rẽ từ Quảng Lộ Phụng Hiệp vào đường nối thuộc xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu vô cùng bàng hoàng vì bị cướp. Đối tượng xấu đã theo dõi và bất ngờ phóng xe, vượt lên giật sợi dây chuyền đeo trên cổ chị Thu, khiến hai mẹ con ngã xuống đường. Rất là hai mẹ con đi lấy sầu riêng về, cái đi qua ăn khúc cái gặp hai thằng chạy mà không để ý, đậu nó chạy đi, vừa chợt thấy nó quậy wow, đầu xe thiệt mạnh luôn, nó chộp, nó quậy trở lại đâm vô ngay chân chân ấy, chộp sau lưng rồi biết giật dây chuyền rồi mới đỡ rồi gần co nhằn con khúc hồi cái, nhỏ con gái nó quay lại nó hết hồn, nó thấy nó mất thăng bằng luôn rồi cái nó ngừng xe lại, cái nó chộp, nó giật, nó lấy, nó chạy luôn. Chưa đây một tuần sau đó, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc khu vực 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy tiếp tục xảy ra vụ giật dây chuyền khác. Đối tượng manh động hơn, ra tay vào lúc sáng sớm và nạn nhân cũng là nữ. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, công an địa phương đã bắt giữ hai đối tượng gây án là Dương Thanh Học và Trần Thanh Hùng. Cả hai đều có tiền án trước đây và mới ra tù không lâu. Qua khai nhận, chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã gây ra 9 vụ cướp giật dây chuyền, chia nhau tiền ăn xài. Thì tấm đối tượng là như nữ thì không thể nào được theo mình được, giật xong rồi thì xong rồi về nhà trọ, rồi xong buổi sau thì mới đi tiêu thụ. Còn đây là hiện trường một vụ cướp giật khác xảy ra tại tỉnh Cà Mau. Mới rạng sáng, lúc bà Nguyễn Thị Thương đang dọn hàng, một thanh niên đến hỏi mua đồ với dáng vẻ nghi vấn. Chưa kịp phản ứng, đối tượng liền ra tay giật lấy sợi dây chuyền vàng mà bà đang đeo trên người và nhanh chóng phóng lên xe của đồng bọn chờ cách đó không xa. Cái hắn đi theo sau lưng luôn, hỏi con tôi chứ có cà phê không. Cái nhỏ gái tôi mới nói không có cà phê, thì tôi vừa nghe tiếng cà phê không, tôi quay lại thì vừa xốp giật sợi chuyền tôi mới xẻ cái càm, rồi là đi ra. Thì bắt đầu mới tôi thấy vừa chạy ra nó thì hướng đằng kia thì có cái chiếc xe, nó đề xe sẵn nó trơn rồi nó phóng lên. Hai đối tượng này hết sức là liều lĩnh mà manh động, trước khi thực hiện hành vi thì cũng là phải nói là kỹ càng tính toán, rồi khi lực lượng làm nhiệm vụ là ra hiệu dừng mà làm đúng quy trình của lực lượng thì rất nhiều là cách mà hai đối tượng thì vẫn cố tình và là coi như sẵn sàng sẽ đâm vô là lực lượng xe làm nhiệm vụ. Mặc dù những vụ việc trên đã được triệt phá, nhưng theo nhận định các đối tượng cướp giật vẫn hoạt động mạnh và thường nhắm vào phụ nữ. Cơ quan công an khuyến cáo đối với những chị em đi ra đường có túi xách nên bỏ vào trong cốp xe để đảm bảo an toàn. Đối với những chị em nữ đeo dây chuyền, khi ra đường nên mặc áo cốt cổ để tránh tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội dễ dàng hơn. Đây là những gì còn sót lại sau trận lũ lúc sáng sớm tại xã Nghĩa Đô. Chỉ kéo dài trong khoảng 1 giờ, nhưng cơn lũ đã khiến 110 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 87 ngôi nhà bị ngập nước từ 1 đến 3 mét, 12 hộ dân di dời khẩn cấp, lực lượng chức năng vớt được xác một người dân tại suối Nghĩa Đô. Lúc buổi sáng là vừa dậy, lúc 6 giờ là dậy xong là thấy mưa to xong là thấy nước và chưa kịp trở tay cái gì nữa cả. Chỉ cái hàng là ở trong nhà ở đây thế là nước là úp về một phát là nó thì trôi hết. Tôi đã cử ngay các cái lực lượng quân đội, chỉ đạo các cái lực lượng dân quân tự vệ của các xã lân cận như Xuân Hòa rồi Vĩnh Yên để trợ giúp cho xã Nghĩa Đô, để giúp bà con sơ tán đồ đạc cũng như là về tài sản cũng như là về con người.
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo song song đồng thời với các xã thiệt hại là lực lượng nòng cốt là lực lượng quân đội và dân quân tự vệ cũng như là các cái phòng ban liên quan thì có cái lực lượng để phối hợp ngay và thực hiện cái phương châm là 4 tại chỗ để chúng tôi triển khai các cái phương án làm sao nó hiệu quả nhất và nhanh nhất. Chính quyền địa phương cũng đang triển khai lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, khắc phục thiên tai và tiếp tục thống kê thiệt hại. Cũng vào sáng nay ngày 23 tháng 10, khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện Yên Thế, Lạng Giang, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng bị bắt là Lê Minh Hùng, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm bị bắt, Hùng đã thực hiện trót lọt 13 vụ và chiếm đoạt tổng số tiền 20 triệu đồng. Thủ đoạn của Hùng là lợi dụng việc các nhà xe dịch vụ thường lưu thông trên tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Đắk Lắk nên giả danh là cán bộ phòng cảnh sát giao thông để nhờ các nhà xe nhận chuyển các hồ sơ giấy tờ SIM điện thoại, máy móc cho mình nhưng lại hỏi mượn tiền của các nhà xe để trả tiền trước. Khi các nhà xe đồng ý, Hùng liên hệ các tài xế xe ôm, xe taxi hướng dẫn đến gặp các nhà xe để gửi hàng và nhận tiền về đưa cho Hùng. Thì qua cái sự việc này thì rất mong là nhà xe và nhân dân là cảnh giác với thủ đoạn mới này. Khi mà có những đối tượng điện như vậy thì rất mong là điện báo cho cơ quan công an. Những gương mặt thân thiện nhưng hiếm khi thấy nụ cười, nếu có chỉ là cười mỉm. Cả xóm ai cũng như vậy. Hồi nhỏ là cô ở quê sớm kìa, vô đây cô gì lớn đâu, nó không có bị. Mà giờ tạo con gái cô ấy, đây 26 tuổi rồi mà răng hư hết à. Nó trắng bóc, nó đục ngâu rồi nó một cái răng là nó ngã cái răng đen ở giữa nè. Nó có lần đen ở giữa cũng như là bị xí vậy, mất nụ cười luôn, như làm gì nữa, không dám cười. Trẻ em sinh ra lớn lên ở xóm nhà này, sau khi thay răng thì răng bắt đầu có màu trắng đục, dần dần chuyển sang vàng ố rồi đen xỉn. Cả hàm răng rệu rã đến mức dễ bị gãy vỡ. Những người mắc bệnh răng miệng ở đây, một ngày đánh răng 5-7 lần mà vẫn không khỏi. Và đây cũng chính là nỗi xót xa của nhiều gia đình khi con cái đến tuổi dựng vợ, gả chồng mà lại luôn mặc cảm về hàm răng. Trẻ em sinh tại đây hoặc là sinh ở đâu một cỡ mà cỡ 3 tháng là dẫn về đây uống là nó uống cỡ đây để tao lớn là có liền. Cỡ 7-8 tuổi là có à. Cái nó đục cái ngang đục như hộp gạo mà gạo lực ấy. Đục cái tưởng kệ cái nó bớ. Đây không phải là trường hợp duy nhất tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngành y tế cũng đã ghi nhận nhiều khu dân cư mắc bệnh đen răng mà nguyên nhân là do nguồn nước sinh hoạt có hàm lượng flo cao quá ngưỡng cho phép. Nhà nước có đầu tư một công trình nước sạch từ huyện về Hòa Định Tây nói chung và có tách ra Gò Mía nói riêng. Thì cái nước sạch này đầu tư nguồn vốn cũng khá lớn nhưng mà do cái đường dẫn xa cho nên cái thất thoát nước lớn và cơ chế bây giờ thì mình giao cho hợp tác xã nông nghiệp quản lý cho nên là họ quản lý không có lãi mà rồi dẫn đó là ít hộ dùng mà đã không lãi thì đương nhiên là cái giá thành tăng lên cho người dân họ không có đủ khả năng để mà dùng nước sạch. Nếu không sớm thay thế nguồn nước sinh hoạt thì người sớm Gò Mía buộc phải dùng nước giếng, trong khi đó ai cũng biết rằng hễ dùng nguồn nước này thì khó mà tránh khỏi răng bị hư.